Trước tình hình số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục gia tăng, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã siết chặt công tác chống dịch tại các nơi công cộng sau kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 5. Những biện pháp hạn chế mới bao gồm đóng cửa một số trạm dừng xe buýt và 13 tuyến tàu điện ngầm. Đồng thời, Bắc Kinh cũng ban hành quy định cấm hai người sử dụng chung nhà vệ sinh công cộng trong cùng một thời điểm vì đã ghi nhận chuỗi lây nhiễm của một người cho gần 40 người khác vào ngày 3 tháng 5. Các biện pháp hạn chế mới được thực hiện sau khi 505 ca mắc COVID-19 được xác nhận ở Bắc Kinh từ ngày 22 tháng 4 đến 11 giờ ngày 4 tháng 5. Một chuỗi lây nhiễm trong nhà vệ sinh đã thu hút sự chú ý của người dân khi một người lây nhiễm cho gần 40 người khác sau khi sử dụng 3 nhà vệ sinh khác nhau vào ngày 3 tháng 5. Nhà chức trách Bắc Kinh đã tăng cường khử trùng nhà vệ sinh trên toàn thành phố, yêu cầu phải khử trùng các nhà vệ sinh ở những khu vực bị phong tỏa sau mỗi lần có người sử dụng và cấm hai người sử dụng nhà vệ sinh cùng một lúc. Tổng công ty vận tải công cộng Bắc Kinh đã điều chỉnh 158 tuyến xe buýt ở quận Triều Dương, nơi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19. Trong khi đó, 63 tuyến xe buýt ngừng hoạt động hoàn toàn. Xe buýt ở các tuyến khác sẽ bỏ qua một số điểm dừng hoặc chỉ chạy dọc một số khu vực nhất định trong tuyến. Công ty tàu điện ngầm Bắc Kinh cũng đóng cửa hơn 40 ga tàu điện ngầm dọc 13 tuyến từ ngày 4 tháng 5, với hầu hết các ga thuộc quận Triều Dương. Hành khách vẫn có thể chuyển tuyến trong các ga trung chuyển đang bị tạm dừng. Trong khi đó, Bệnh viện Thạch Cảnh Sơn và một cơ sở của Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh cũng tạm dừng các khoa cấp cứu và ngoại trú từ ngày 4 tháng 5, nhưng vẫn để phòng khám ngoại trú mở cửa cho bệnh nhân chạy thận. Chính quyền Bắc Kinh yêu cầu người dân ở quận Triều Dương bắt đầu làm việc ở nhà từ ngày 5 tháng 5 và những người phải làm việc tại văn phòng được khuyến cáo tự đi lại, đồng thời giảm tụ tập tại nơi làm việc. Cơ quan Y tế Bắc Kinh đã bắt đầu tiến hành thêm 3 đợt xét nghiệm axit nucleic trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 3 đến 5 tháng 5. Từ ngày 5 tháng 5, những người đến các địa điểm công cộng hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính 7 ngày trước đó. Những người trở lại làm việc hoặc đến trường học sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính từ trước đó 48 giờ. Nhìn chung, số ca nhiễm mới vẫn được ghi nhận tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Trước tình trạng này, Bắc Kinh đã tiến hành liên tục những biện pháp siết chặt phòng dịch COVID-19, hạn chế tỷ lệ lây nhiễm ở mức thấp nhất, đồng thời vẫn đảm bảo được đời sống người dân cũng như khu vực ngoài phong tỏa. Hy vọng với các phương án chống dịch kiên quyết, số F0 tại thủ đô sẽ nhanh chóng được kiểm soát. Dịch bệnh tại Trung Quốc sẽ có dấu hiệu khởi sắc.